trên khúc hát lâu buồn đợi bóng hình ai như tìm về thoáng hương xa con đường giờ là kỷ niệm giọt sương lặng lẽ bên em đọng trên đôi mắt vô tư để buồn cho con phố nhỏ để một người đến vắng. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Thời gian bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay đã kết thúc. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với cô gái có một chiếc áo rất là xinh xắn và một giọng hát cũng rất là lãng mạn. Trước tiên thì Hiền Lê xin được gửi lời chào đến tất cả 4 nghệ sĩ khách mời, anh Bạch Công Khanh cùng toàn bộ tất cả quý vị có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn mọi người.
Tiến Lê thì là một nghệ sĩ chơi đàn violon và cũng đôi lần được kéo đàn cho anh kia nhá hát rồi ạ. Và hôm nay rất là vui khi được hát cùng với anh. Chị là người quen. Xin chào chị Hiền Lê. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của ca sĩ Hồng Gấm, bởi vì khi mà chị Hiền Lê hát thì Hồng Gấm đã quay sang Khanh nói là đây là người quen. Dạ. Xin chào Hồng Gấm. Dạ chị. Em thì có cơ hội được làm việc chung với chị Hiền Lê rất là nhiều show rồi. Chị là nghệ sĩ kéo violon. Nhưng mà em rất là bất ngờ, bởi vì hồi đó giờ em chưa được nghe chị hát. Và hôm nay là lần đầu tiên. Lần đầu tiên em được nghe và em thật sự rất là bất ngờ. Bởi vì cảm thấy rồi, sắp có một đối thủ cạnh tranh rồi. Em rất là ấn tượng với cái phần biểu diễn vừa rồi của chị. Cảm ơn chị, một tiết mục rất là tuyệt vời. Cảm ơn những lời khen của ca sĩ Hồng Gấm. Anh Hoàng Bách ơi, anh đang nghĩ gì đấy ạ? Tiếng hát này có làm anh sao động tí nào không? Cái giọng hát này đối với Bách là hơn cả mức sao động. Bởi vì đầu tiên là cái bài hát đã. Cái bài hát đưa mình về một cái ký ức mà lúc đấy mình là một cái cậu bé mới lớn, thanh niên, bắt đầu tuổi thanh niên. Và thực sự nó rất là mơ mộng. Một bài hát rất mơ mộng. Rồi nghe giọng hát thì mình bảo là đây rõ ràng không phải là một cái ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng mà có cái gì ở bên trong đó. Mình cảm thấy là về nhịp phách, về cao độ, về cách xử lý thì mình thấy nó có cái bài bản ở trong đó. Thế là, thành ra Bách rất là bất ngờ khi mà cuối cùng biết được đây là một người đồng nghiệp trong giới chơi nhạc của mình. Anh không biết là sau cái cuộc thi này thì em có tính là đi làm ca sĩ chuyên nghiệp không, thì anh không biết. Cái đấy nó sẽ là cái quyết định của tương lai. Nhưng ít nhất thì mình đã thấy là một cô bé yêu hát ngày hôm nay thực sự là hạnh phúc với tiếng hát của mình trên sân khấu, và được nâng đỡ, cổ vũ bên cạnh bởi một anh chàng rất đẹp trai nữa thì quá tuyệt vời. Chúc mừng hai bạn. Yeah. Nhân tiện đây thì em cũng phải thực lòng là violon á, là định mệnh của em, là máu thịt của em. Nhưng mà còn ca hát thực sự nó là đam mê của em. Em chỉ biết là em đã tìm được đam mê của mình, đã tìm được cái điều mình muốn làm trong cuộc đời thì em sẽ làm thôi. Em sẽ cứ làm bằng những cái gì mà em có, bằng tất cả những cái hạnh. Ta đã từng yêu, một phiên bản từng yêu chưa bao giờ xuất hiện tại bất kỳ nơi đâu. Bây giờ sẽ là 10 giây sau cùng để cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho hai tiếng hát này. Lựa chọn An Nguyễn thì nhấn phím A. Nếu như quý vị lựa chọn Y Giang Arun thì nhấn phím B. Thời gian của quý vị bắt đầu. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của bốn khách mời sau khi thưởng thức tiết mục này. Đầu tiên Khanh mời Tuấn Nghĩa. Đúng là em chưa bao giờ được nghe một cái bản từng yêu nào mà lạ và hay như thế này. Hai người là hòa quyện được vào với nhau. Tuyệt vời quá. Thật sự là đến bây giờ em vẫn chưa thoát được khỏi cái cảm xúc mà cái bài từng yêu này của anh và bạn An Nguyễn đã tạo cho em. Cảm ơn chia sẻ của Tuấn Nghĩa. Sao anh hay thích làm người ta ngạc nhiên quá vậy? Nhưng mà rõ ràng anh mang đến một cái phiên bản từng yêu nó hoàn toàn khác, giống như lời của Tuấn Nghĩa nói. Nó hoàn toàn khác với tất cả những phiên bản trước đây mà em đã từng nghe, đã từng được biết. Và em cũng đã có từng có cơ hội hát bài này thì nó hoàn toàn khác hẳn với cái suy nghĩ của em luôn. Đây vừa là một cái trải nghiệm, em nghĩ trải nghiệm mới với anh. Em nghĩ nó sẽ tạo ra một cái cảm giác thú vị đối với người nghe và thú vị đối với chính bản thân anh. Còn bên cạnh đó, An, mặc dù em không phải là được cái người được chọn cái ca khúc này đúng không? Nhưng mà bản chất của em sinh ra đã để hát cái dòng nhạc như thế này và tương tự như thế này rồi. Nên đây cũng không phải là một bài toán khó đối với An. Đó, mà nó sẽ lại tiếp tục là bài toán khó với những quý vị khán giả đang bấm máy tại đẩy. À. Cảm ơn chia sẻ của chị Hải Yến ạ. Thế anh Minh Luân, anh nghĩ gì? Nếu như có một sự lựa chọn, nếu như nha,
được giống như là chọn 50-50 đi. Khó. Bây giờ là chia sẻ của anh Quốc Thiên ạ, à. Cảm ơn luôn. An thì có cái màu giọng cũng rất là cảm xúc của nữ, nó rất là phù hợp với ballad. Còn anh thì lại có một cái sự điềm tĩnh của một người đàn ông từng trải trong đấy. Nó Thiên nghe Thiên nó du hồn Thiên. Và Thiên mong là các bạn có kết quả xứng đáng nhất với An và anh Giang. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời ạ. Bây giờ sẽ là thời gian để cho chúng ta theo dõi kết quả. Thưa quý vị, bây giờ khách mời quý vị chúng ta cùng hướng mắt về màn hình chính. Quý vị sẽ thấy kết quả. Xin mời. Lần này là 52% và 48%. Và người chiến thắng là... người nhận được phần trăm bình chọn cao hơn sẽ là ai ạ? Xin mời. Mặc dù đây không phải là ca khúc mà bạn mang đến. Bây giờ hãy cho chúng tôi biết cảm xúc của bạn ạ. Thực sự như các anh chị đã nói, anh Izan chọn bài Từng Yêu là thực sự rất là fair play với tất cả các người chơi ạ. Nếu mà đúng với một cái bài mà phù hợp với chất giọng và thế mạnh của anh Izan thì tất cả các thí sinh trong buổi tối ngày hôm nay thực sự không ai là đối thủ của anh ấy cả. Và em cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Đó là chia sẻ của anh Nguyễn. Bây giờ chúng tôi rất muốn nghe những chia sẻ của anh Izan Arun. Izan chọn ca khúc này là muốn làm cái gì đó nó mới mẻ. Yes. Vẫn là lời cảm ơn của tất cả các anh chị đã dành cho Izan. Hôm nay rất là vui. Cảm ơn anh Izan rất nhiều. Và thưa quý vị, anh Nguyễn cũng chính là giọng ca đã song ca với anh Quốc Thiên. Chúc mừng anh Quốc Thiên một lần nữa. Vì em yêu, chỉ yêu mùa ghé thôi. Có chút thương nhớ, làn môi nhẹ nhàng khi em yên say trong giấc. Và có chút yêu dấu, chỉ là mơ mộng thôi. Vì anh, luôn mong được có em. Người nói nói thương anh đi, để cho con tim này hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta. Vì nơi con tim này luôn có. Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi, để cho con tim này đừng ngóng trông. Hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta. Vì nơi con tim này luôn có tình yêu dấu kín cùng thương nhớ cho em.
chút thương nhớ, có chút thương, có chút bồi dối, có chút bồi có chút yêu dấu tình ai. Người hãy đến bên anh này, nói yêu mình anh tôi, để cho lòng anh thôi nhớ. Quý vị thân mến, bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. Chúng ta sẽ có 10 giây, nếu như chọn thì nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Thời gian bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và cùng Khanh làm quen với chàng trai này nhé. Xin chào bạn. Dạ, là nói đầu tiên cho em gửi lời chào đến bốn vị khách mời, các khán giả tại trường quay và cũng như các khán giả đang xem trên đài truyền hình. Dạ, em tên là anh Tuấn ạ. Dạ, hiện đang là ca sĩ tự do ạ. Xin chào anh Tuấn. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe ba khách mời chia sẻ về tiết mục Trót Yêu này. Chị Ngọc Liên. Thật sự bước ra sân khấu là chị thấy em là chắc chắn là sẽ hợp với Bách. Đúng là Bách đã hỗ trợ cho em cái phần trình diễn này rất nhiều, em nên cảm ơn Bách đi. Em hát một cách coi như là hết mình của mình và bè qua bè lại nữa, mà nhờ cái sự bè của Bách quá hay luôn. Cho nên cái bài hát này làm hai giọng của anh em, hai anh em là hòa quyện với nhau để có một tiết mục thật là hay. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên. Em muốn nghe chia sẻ của anh Kim Tử Long và chị Vân Khánh. Bài Trót Yêu, giai điệu nó quá hay rồi, rồi cộng hai cái giọng hát quá tuyệt vời nữa thì nó bùng nổ ra. Tuyệt vời, chúc mừng. Chị Vân Khánh ơi, chị thôi, nghĩ gì? Ý này cộng lại như trên đi. Dạ, cảm ơn chia sẻ của các khách mời rất nhiều và chúc mừng cho Dương Anh Tuấn. Bạn đã hoàn thành tiết mục của mình và chúng tôi hy vọng rằng phần trăm bình chọn của khán giả dành cho bạn cũng sẽ thật là cao. Tình yêu đó riêng cho em, một đời mãi không quên. Bài hát tặng em mối tình khát khao, đời bao giông tố, đời nhiều chông gai. Anh vẫn yêu tình yêu thôi.
cho ta gặp nhau. Từ đây trái tim hao gầy những tháng năm chờ mong, biết chăng lòng anh đã bao ngày. Người ơi xin lặng nghe lời con tim anh muốn nói. Tình yêu đó riêng cho em, một đời mãi không quên. Bài hát tặng em mỗi tình khát khao. Đời bao giông tố, đời nhiều chông gai. Anh vẫn yêu tình yêu có em thôi đến suốt đời. Tình yêu đó riêng cho em, một đời mãi không quên. Bài hát tặng em mỗi tình khát khao. Đời bao giông tố, đời nhiều chông gai. Anh vẫn là thời gian để cho tất cả quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa song ca với ca nhạc sĩ Hoàng Bách. Nếu như quý vị chọn hãy nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B, và 10 giây dành cho tất cả quý vị khán giả bắt đầu. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai vừa song ca với anh Hoàng Bách. Xin chào bạn. Xin chào bốn vị ban giám khảo, cũng như xin chào toàn bộ quý vị khán giả đã có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Em tự giới thiệu, em tên là Hoàng Tùng. Hoàng Bách và Hoàng Tùng thưa quý vị. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Một cặp song ca mà như quý vị thấy trên sân khấu nó rất là ăn ý với nhau, nhưng họ không hề tập trước với nhau. Tất cả đều là sự ngẫu nhiên. Lần đầu tiên hát trên sân khấu bài hát này. Nhưng có thể nói đây là cái lần mà mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Tự nhiên cái ký ức của 17, 18 năm trước nó tự nhiên nó quay trở lại với mình. Mình mới nhớ lại lúc đấy mình đứng trên sân khấu như thế nào. Và anh Lam Trường hát tặng mình trên sân khấu hai vợ chồng mới cưới bài hát. Đấy, cái cảm giác nhớ lại như thế nào. Lâu quá rồi. Bây giờ hôm nay cảm ơn Tùng rất nhiều. Cảm ơn ban biên tập chương trình. Gắm nhận xét về tiếng hát của Hoàng Tùng luôn đi, cũng như là phần trình diễn vừa rồi. Phần thể hiện của anh á, cái tình cảm nó rất là dạt dào cảm xúc, nó rất là hay. Thế còn Kayo thì sao? Anh có thích màn song ca này không? Kayo rất là thích. Lâu rồi Kayo không có nghe anh Hoàng Bách trình diễn live, mà phải nói là giọng hát quá khỏe, quá hay. Và một cái sự kết hợp giữa hai người tựa giống như là một cái phần trình diễn trên một cái sân khấu rất là chuyên nghiệp. Và Kayo thấy là em nên kiểu như là đi theo ca hát hay là tiếp tục rèn luyện thêm cái giọng hát của mình, tại vì một người như em cũng sáng sân khấu và biết di chuyển cũng như là thể hiện cảm xúc rất là tốt trong một cái môi trường như thế này. Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Theo Gió. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của một người nhạc sĩ. Đeo mắt kiến vào bởi vì hai anh em chói lòa quá. Và hôm nay thì hai anh em hát với nhau quá là tuyệt vời, quá là hòa quyện. Và mình cũng có cảm giác đây là một cái bài hát nó được vang lên ở một cái đám cưới thì nó sẽ thật sự rất là hạnh phúc. Wow. Ta chia tay nhau còn chi nữa, giờ thôi cho nên tiếc vấn vương. Cho nhau lời cuối.
ra. Giận gì mà giận dai dữ vậy trời. Chịu ra rồi. Em, anh ngồi đây chờ 3 ngày đây. Dễ thương. Em ơi, em đừng có giận anh chị mà. Tại hôm qua anh đi trễ chút xíu rồi mà. Chia tay xa nhau từ đây chấm dứt không quên nhau cho qua mau cuộc tình. Tình này rồi mờ dần theo tháng năm thời gian. Lòng anh đang chơi vơi tiếc thương xuyên bấy lâu. Làm sao anh quên em kỷ niệm xưa nay ta cùng yêu thương đắm đuối bên nhau. Xin một lần mình yên nhau trong phút giây. Một lần thôi nói tiếng yêu. Lần cuối trở nên âm thầm lặng quên. Ta chia tay nhau còn chi nữa. Giờ cuối cho lên giận anh nữa nha. Chia tay xa nhau từ đây chấm dứt không quên cơn nhau trong qua mau cuộc tình. Tình này rồi mờ dần theo tháng năm thời gian. Anh biết mà. Anh ơi ngày xưa em đã nói nếu ta chia tay nhau chẳng vẫn vương, chẳng buồn lệ sẽ không ướt mi. Em ơi. Lòng anh đang chơi vơi tiếc thương xuyên bấy lâu. Làm sao anh quên em kỷ niệm xưa nay ta cùng yêu thương đắm đuối bên nhau. Xin một lần mình nhìn nhau trong phút giây. Một lần cuối nói tiếng yêu. Lần cuối trở nên âm thầm lặng quên. Ta chia tay nhau còn chi nữa. Giờ cuối cho lên là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều và hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này trước đã. Xin chào bạn. Dạ, lời nói đầu tiên cho dịp phép Giáng Tâm xin kính gửi đến ca sĩ khách mời cùng với khán giả tại trường quay cũng như khán giả đang đón xem trên TV ạ. Xin chào Giáng Tâm. Bây giờ chúng ta sẽ nghe các khách mời chia sẻ về tiết mục thú vị này. Cái tên Giáng Tâm cũng đẹp nữa. Khi mà em bước xuống em hát á, thật sự ra là chị cũng hơi lo cho em bởi vì
Anh Long á, là một nghệ sĩ coi như có chiêu trò dễ làm cho nghệ sĩ khác phân tâm khi hát. Mà em đã từ trên xuống là em đã làm cho mọi người ngạc nhiên, là em chơi đòn phản ngược lại với anh Long, là điểm đó là thấy em là nhập vô bài hát rồi đó. Rồi khi em xuống em cất lên cái giọng hát của em, cái bài hát này thật sự ra bài hát này rất rất hợp với giọng của em luôn. Bởi vì cái chất giọng của em nó cao á, cách diễn xuất của em với anh Long rất là hòa hợp. Mặc dù anh Long ảnh quậy quá nhưng mà em vẫn giữ bình tĩnh, em không cười, em diễn cho hết bài hát là quá hay rồi. Chúc mừng em. Cảm ơn chị. Em xin cảm ơn. Hay quá, dán tâm không phân tâm. Dán tâm mà không phân tâm. Anh Hoàng Bách, anh nghĩ gì? Anh Kim Tử Long vẫn cho thấy mình là một người gạo cội và có một cái đẳng cấp chọn người hát chung với mình rất là chuẩn mực. Em nói anh là bái phục. Cái bài này nói chung là sinh ra dành cho hai người. Trời, nó thiệt là dễ thương quá đi. Mặc dù là anh Long anh quậy quá nhưng mà thực sự là tâm tĩnh lắm luôn á chị. Phải bái phục em. Em diễn như không diễn vậy đó. Trời ơi, chị Tha lúc đầu chị còn sợ là em có vấn đề gì, em có lộn không vậy? Sao diễn bé này diễn tĩnh quá vậy? Rõ ràng là như vậy luôn á. Coi như là quá hay. Và đặc biệt là chị thích cái giọng của cô này, cô nhã chữ á, rất là lạ. Và chúc mừng em đã làm rất tốt. Em xin cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời ạ.
Thưa quý vị, đó là màn song đấu. Bây giờ là 10 giây sau cùng để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của Hà Thu và anh Thuy. Nếu như chúng ta chọn anh Thuy thì nhấn phím A, chọn Hà Thu thì nhấn phím B. Thời gian của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của các khách mời trước khi biết kết quả sau cùng. Quả là một màn song ca 1910. Nếu mà để nói về giọng Hà Thu thì thật sự là một cái quãng giọng rất là đẹp. Khi mà em muốn lên cao mà em muốn lấn ướt ai là em chỉ cần show ra cái là em có thể át người ta được. Ở anh Thuy thì lại có một cái giọng rất đặc biệt và rất hay, đặc biệt là những cái giọng quãng thấp của em. Bản chất em cất tiếng hát rất là hay. Một màn song ca rất là gai góc, rất là ấn tượng và cũng rất là cuốn hút. Cảm ơn Quang Hà. Thế còn Duyên Quỳnh thì sao? Cái giọng hát của Thuy nó giống như một cái tảng đá ở giữa lòng sông. Mặc cho sóng xô cỡ nào thì bạn vẫn cứ bình thản thông dong như vậy và rất dày, rất đẹp. Mà nó rất tình cảm. Còn Hà Thu thì lại giống như là những con sóng ở trên. Hai bên cứ dội vào nhau rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn Duyên Quỳnh. Chúng ta sẽ nghe chia sẻ tiếp theo của anh Nguyễn Văn Trung. Nếu mà là Trung 10 năm trước á thì Trung sẽ rất là ấn tượng với lại Hà Thu. Là tại vì bạn rất xinh, bạn rất sáng và giọng hát của bạn rất là nội lực. Cái kiểu của bạn là bạn rất là dễ lôi cuốn người khác bởi cái nguồn năng lượng mà bạn tỏa ra trên sân khấu khi bạn hát bài hát này. Nhưng mà bởi vì cái người đang ngồi đây là Trung của bây giờ, là cái người cũng trải qua nhiều chuyện và mình lại bị lôi cuốn bởi một cái sự nồng nàn, cái sự đầm thắm, một cái sự sâu lắng của giọng của anh Thuy. Nếu mà anh Thuy hát bài này thêm vài câu nữa là có thể mình rơi nước mắt, bởi vì mình cảm nhận được cái sự nức nở trong cái cảm xúc của câu hát. Nó không quá bộc lộ ra ngoài bằng kỹ thuật, nhưng mà cái cảm xúc nó rất là đầy và nó rất là chạm tới cái trái tim của mình. Cảm ơn chia sẻ của anh Nguyễn Văn Trung. Bây giờ là chia sẻ của anh Nguyễn Hoàng Duy. Với anh thì đây là một tiết mục song ca thực thụ. Set the best for last. Những cái gì tuyệt vời nhất của ngày hôm nay là dành lại cho hai em. Với Hà Thu thì anh lại thấy có những lúc có những cơn sóng nó gần xé, nó cao lên. Thì với anh là hai bạn thực sự ngày hôm nay là một bản song ca rất là matching với nhau. Cả hai người bổ trợ cho nhau những cái khuyết và những cái ưu rất là tuyệt vời. Chúc mừng cho em. Cảm ơn những chia sẻ của các khách mời. Quý vị thân mến, bây giờ Khanh mời quý vị chúng ta hướng mắt về màn hình chính để theo dõi kết quả sau cùng. Mười hai phần trăm và 48%. Xích soát nhau. Tiếng hát giành chiến thắng chính là tiếng hát nhận được 52%. Tức nha. Yeah. Kết quả là Hà Thu. Chúc mừng Hà Thu. Bạn là giọng hát giành chiến thắng tại sân ca chống ảnh và đặt vào danh thưởng 10 triệu đồng. Và chúc mừng bạn, anh Quang Hà đã hỗ trợ rất hết mình cho bạn trong phần song ca. Oh,
nhìn sang bên ấy hoa cau bên này rụng trắng sân nhà em. Anh lên đường mẹ xin nắng trầu nhộm áo cho anh một lá trầu xanh thắm tình em. Tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. Và mặc dù đây là tiết mục song ca nhưng mà các khán giả tại trường quay sẽ chỉ bình chọn dựa trên tiếng hát và phần biểu diễn của người chơi mà thôi. Quý vị sẽ có 10 giây, nếu như chọn nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Thời gian của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Bây giờ thì hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này. Xin chào anh. Vâng ạ, và đầu tiên cho phép Hữu Phạm xin gửi tới lời chào tới bốn vị khách mời cùng MC Bình Công Khanh, cùng toàn thể quý vị khán giả ở trong hội trường, toàn thể của khán giả đang theo dõi trên truyền hình ạ. Xin chào anh Hữu Phạm. Hú hồn luôn. Nãy ngồi dưới nghe trên này có ba người nam hát, không có ai hát cái giọng này trơn cũng lo, đúng không? Hên quá. Hát cũng ngọt ngào quá trời luôn mà. Cảm ơn chị Vân Khánh ạ. Bây giờ anh Hữu Phạm sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời còn lại. Anh Kim Tử Long ơi, anh chỉ nói một điều thôi. Em khi mà em hát cái bài này đó, thì những cái người mà người ta nghe về dân ca Bắc Bộ á, người ta sẽ rất là thích. Tại vì người Bắc phải ca giọng trầm như vậy á, thì thể hiện cái bài này nghe nó mới rất là đã tai. Em lợi thế, em có cái giọng đó và em ca với lại Vân Khánh đó, hai cái giọng nó rất là quyện với nhau. Cảm ơn chia sẻ của anh Kim Tử Long ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của anh Hoàng Bách. Xin chào Hữu Phạm. Chào anh. Chúc mừng bạn và chị Vân Khánh đã có phần trình diễn. Bách phải nói đây là phần trình diễn. Bởi từ đầu đến cuối nó rất là ăn ý, rất là ngọt ngào. Khi bạn cất giọng lên thì thực sự Bách cũng giống như anh Kim Tử Long ạ. Bất ngờ có một cái giọng bass với người Việt Nam mình thì giọng baritone bass nó rất là hiếm và nó cũng gây ấn tượng ngay từ đầu.
nó làm cho Bách nhớ đến những người bạn đã cùng hát chung với Bách cách đây nhiều năm. Và cái tình cảm bạn đặt trong cái bài hát này, nó thực sự nó rất là hợp. Khi nghe cái phần song ca này thì rõ ràng là mình tưởng tượng đây là một, đúng là một chàng trai sắp đi lính. Và cô gái đang rất quyến luyến cái tình cảm của chàng trai đó. Rất may mắn hôm nay cho chị Vân Khánh là chọn đúng được một cái đối tác mà Bách nghĩ là nó hoàn hảo cho cái bài hát này, cho phong cách của hai người ngày hôm nay. Chúc mừng chị và chúc mừng Hữu Phạm. Tuyệt vời. Cảm ơn chia sẻ của anh Hoàng Bách ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của chị Ngọc Liên. Ủa giờ mình nói là như trên được không? Hai người nói hết rồi. Thì bây giờ mình chỉ nói thêm chút xíu nữa thôi là em ra tác phong của em, trời ơi, lịch lãm, đứng sáng với lại chị Vân Khánh luôn. Mà cái bài này lúc mà Vân Khánh hát lên một cái á, là chị cũng đang tò mò coi em có đáp lại được với chị Vân Khánh hay không. Mà thật sự cái sự hỗ trợ của chị Vân Khánh đã giúp cho em rất nhiều trong ngày hôm nay, để mà em có được một đêm thật là tỏa sáng. Chúc mừng em. À, xin một câu nữa được không ạ? Tại vì lâu lắm em mới nghe lại chị Vân Khánh hát. Thực sự là cái phong độ thì nó vẫn như ngày nào. Cái đẳng cấp thì khỏi nói rồi. Nhưng cái phong độ chị với bản thân em là một trong những giọng nữ em yêu thích ở dòng nhạc mang hơi hướng dân ca. Và thực sự là cảm ơn chương trình hôm nay là em lại được nghe chị hát lại một lần nữa. Người ta như người ta nói là như là nhai nuốt đĩa luôn. Rất hay. Cảm ơn Bách rất là nhiều ạ. Chút xíu vô trong thì mời em cà phê. Cảm ơn. Một lần nữa cảm ơn những chia sẻ của các khách mời đã dành cho tiết mục của Hữu Phạm và chị Vân Khánh. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca cùng anh Quang Hà. Mặc dù đây là một tiết mục song ca, nhưng các khán giả tại trường quay sẽ chỉ bình chọn dựa trên tiếng hát và phần biểu diễn của người chơi. Anh Quang Hà cũng như là các nghệ sĩ khách mời sẽ chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ cho các bạn tỏa sáng mà thôi. 10 giây của các bạn bắt đầu. Cảm ơn.
quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và chúng tôi sẽ giữ bí mật con số này sau khi 8 tiết mục song ca hoàn thành. Xin chào bạn. Em xin chào các vị khách mời. Em xin chào anh Quang Hà, em xin chào anh Bạch Công Khanh và quý vị khán giả ở đây cùng quý vị khán giả đang xem truyền hình. Em là ca sĩ Dung Nina. Xin chào Dung Nina. Dạ, vâng. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời về phần biểu diễn của cô gái này cùng với anh Quang Hà. Khanh mời chị Vân Khánh. Dễ thương quá. Cô gái bước ra rất là bắt sân khấu, một cái dáng vóc rất là mảnh mai, xinh xắn như một nàng công chúa vậy đó. Và đã nhanh chóng bắt nhịp với anh Quang Hà, ra là nhún nhảy liền, rất là nhanh. Và đặc biệt rằng là phải nói thật nể phục, tại vì Vân Khánh là chuyên trị dòng nhạc dân ca trữ tình, nghe hát cái kiểu mà chạy chữ kiểu này bái phục luôn. Phải nói thực sự là rất được mà khó. Và đặc biệt là cái sự kết hợp này nó không hề có cái sự chuẩn bị trước. Chị chúc mừng cho em hôm nay em làm khá tốt cái phần trình diễn của em. Cảm ơn chia sẻ của chị Vân Khánh ạ. Giọng hát của em á, thật sự là một giọng hát lạ đó. Chị rất thích cái giọng hát của em, bởi vì bài hát này thuộc loại là bài hát khó, tiết tấu của nó rất là nhanh. Mà anh Quang Hà chọn cái bài này á, thì cũng làm khó cho em. Nhưng mà bù lại cái sự hỗ trợ của anh Quang Hà cũng rất quan trọng, bởi vì anh máu lửa lắm. Chị chúc mừng buổi trình diễn của em ngày hôm nay. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe chính anh Quang Hà nhận xét về tiếng hát của Dung Nina. Ngày hôm nay Hà rất là bất ngờ khi mà lần đầu tiên gặp bạn. Và chúng mình cũng vừa có một cái màn song ca cũng như là ngẫu nhiên trên sân khấu. Khi mà hát đơn ca thì tất cả mọi thứ mình đều có thể chủ động được. Còn khi hát song ca thì bắt buộc mình phải lắng nghe người đối diện và hát cho nó cùng tần số với người bên cạnh để cho cái tiết mục đó nó thật sự là hài hòa. Cảm ơn rất nhiều đã đến với chương trình này. Cảm ơn Quang Hà cũng như là Dung Nina một lần nữa vì đã mang đến cho chúng tôi một tiết mục mở màn rất là sôi động.
quý vị, bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. Nếu như chọn, chúng ta nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Và mặc dù đây là tiết mục song ca, nhưng quý vị khán giả sẽ chỉ chấm điểm dựa trên tiếng hát và phần biểu diễn của người chơi. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và bây giờ hãy cùng Khanh trò chuyện với cô gái này. Xin chào bạn. Dạ vâng, lời đầu tiên cho phép Thu Thảo xin được gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị đã có mặt hôm nay. Xin kính chào anh Bạch Công Khanh, bốn vị khách mời và tất cả các quý vị đang xem truyền hình ạ. Xin chào Thu Thảo. Cho chị hỏi em có phải là người ở miền ngoài không? Em Quảng Nôm ạ. À, Quảng Nôm, tôi Quảng Nôm. À, Quảng Nôm là đồng hương với bạn Liên á. Dạ. Chứ Rang mà hát ha dữ đó. Rất là hơ. Rất là hơ. Dù em cũng không chị ạ. Đúng rồi, chia sẻ của chị Vân Khánh nào. Ra đây là một bài hát không dễ hát một chút xíu nào cả. Phải có rất là nhiều yếu tố. Từ giọng hát, phong cách, cái cách nhả chữ, cách luyến lái, cách ngân, cho đến cái kỹ thuật thanh nhạc để mà hát được cái bài này. Thì thực sự là phải chúc mừng hai chị em. Một bài hát quá khó nhưng mà đã đi đến được cái đích cuối cùng trọn vẹn. Anh chỉ góp ý anh một điều nhỏ thôi. Những gì mà em đã làm rất tốt. Giọng hát của em giả thanh rất là tuyệt vời. Nhưng mà chỉ có một cái điều mà em phải cần học ở chị Dương Khánh. Đó là cái sự luyến lái lãng mạn trong câu ca. Khi mà chị Dương Khánh chỉ hát lên á, chỉ không có vô khuôn, mà chỉ buông nhẹ vào cái hồn của chị trong cái bài ca, trong cái lời ca, nó thấu vào trong tim người nghe. Và người nghe cảm giác như chỉ đang là thả hồn trong cái bài đó. Và chỉ là nhân vật, chỉ là cái người đang truyền cảm hứng cho người nghe. Em bước ra là em sáng quá trời sáng, em đẹp như một công chúa. Em trong veo, cái mặt em trong veo luôn. Giọng của em là rất thích hợp với dòng nhạc này. Và em được sự hỗ trợ của chị Vân Khánh, là bài này là chị Vân Khánh là bài ruột của chị nữa. Chị nhắm mắt lại chị nghe cái giọng của em và Khánh hát chung với nhau á, nó còn thêm một yếu tố quyết định cho em sáng sân khấu ngày hôm nay, đó là cái hòa âm của nhạc sĩ Yên Lam. Cái bài này nhạc sĩ Yên Lam làm quá hay, cho Liên xin khen nhạc sĩ Yên Lam. Dạ, cảm ơn giám đốc nhạc của chương trình. Nó hỗ trợ thêm cho cái phần trình diễn tốt của em hôm nay với chị, giọng của em là tuyệt vời. Vì nụ cười đó ngỡ như hoa cười, nhớ đã quên. Vì một lần tóc ngỡ như mây
dịu dàng như làn mây qua ngã tư này, mang về đây một thu lá rơi đầy, gần bao anh cà phê tí tách rời từng ngày trong theo dáng nghe. Để cho quý vị khán giả bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số này. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen với cô gái này ạ. Dạ, em xin chào ba vị khách mời của chương trình, cũng như là anh Bạch Công Khanh, cũng như là anh Duy. Em tên là Lâm Hỷ ạ. À. Lâm Hỷ, chào Lâm Hỷ. Tiếng hát của bạn như thế nào anh Duy? Đầu tiên thì anh rất là bị ấn tượng bởi cái phong cách của bạn, rất là cá tính. Anh nghĩ là tiết mục vừa rồi nó thực sự hơi khó để mình matching chút xíu. Tại vì đây bản thân không phải là một bài để song ca. Nhưng mà em rất là ok, em rất là biết cách để mà em thích nghi. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe các khách mời chia sẻ về tiếng hát và phần biểu diễn của Lâm Hỷ. May cho Lâm Hỷ đó là em lợi thế được một cái là em cặp đôi với cả Nguyễn Hoàng Duy, là một cái người rất nhanh nhạy, hát bè hay hát đuổi hay hát phiêu là cực kỳ giỏi. Và ngày hôm nay cái tiết mục của Lâm Hỷ nó làm cho mọi người bừng tỉnh với một cái sự tươi trẻ trong cái hát Bóng Mây Qua Thềm này. Chúc mừng. Đồ sáng như này, lấp linh như này mà sao không bừng được ta. Bây giờ chúng ta sẽ nghe anh Nguyễn Văn Trung chia sẻ về tiết mục này. Anh thấy tiết mục này nó rất là hay, nó rất là dễ thương, là bởi vì nó được tròn vẹn á. Là vì Lâm Hỷ như là một ca sĩ chính trên sân khấu, và xung quanh Lâm Hỷ là có rất nhiều người hỗ trợ cho Lâm Hỷ, chứ không phải là một mình Duy. Bắt đầu. Thôi chọn số 5 đi. Thôi chọn số 3 đi. Anh vẫn còn thời gian để suy nghĩ. Số 7 cũng được, số 7 dáng cũng đẹp, nhưng mà hơi rủ tay xuống quá. Nhấn nút đi à. Số 8 vẫn cương quyết chọn anh số 8 nữa. Anh Nguyễn Đình Vũ đã lựa chọn số 8 và bây giờ là 4 chữ lắm với ca sĩ nhạc sĩ Nguyễn Đình Vũ và người chơi trong các phòng số 8. Một câu để từng đêm ta thôi còn trong ngõ trái tim thôi ngủ yên, để từng đêm ta say trên mi, để đêm nay ngừng rồi một mình anh nơi đây vẫn thao thức. Yêu lắm, thương lắm mà xa lắm chỉ đâu lắm. Ai buồn, ai buồn, em buồn vì ai. Yêu lắm mà thương lắm mà xa lắm chỉ đâu lắm. Ai chờ, mong chờ, em chờ đợi anh. Na 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 na
trời rồi. Thưa quý vị, một tràng vỗ tay ạ. Bây giờ sẽ là thời gian dành cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa song ca với anh Nguyễn Đình Vũ. 10 giây của quý vị bắt đầu. Hãy bình chọn về cặp chân mày này. Không phải đơn giản mà tìm được một cặp chân mày tâm đầu ý hợp như vậy. Một cặp chân mày thiệt chứ không phải là dẻ và tô đậm lên đâu. Bình chọn đi. Bé hát ok lắm. Tôi muốn phải được bình chọn nhiều hơn Út Mé hồi nãy. Bình chọn chung tôi. Hết giờ. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Lẽ ra người ta bình chọn nhiều lắm đó. Mà bị gì cứ nói về cặp chân mày. Người ta lo, người ta tập trung dòm cặp chân mày. Người ta quên bám. Em trai áo trắng ơi, nếu như một lát nữa mà cái phần bình chọn em không nhiều thì em đừng trách khán giả. Em hát rất là tốt rồi. Em hãy trách là trách hờn cái con người áo đen kế bên em đó. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Dạ, và lời nói đầu tiên cho em xin được chào các nghệ sĩ khách mời cùng tất cả mọi người có trong phim trường ngày hôm nay và quý vị khán giả đang xem đài. Em tên là Võ Duy Thành. Xin chào Võ Duy Thành, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã mang tới cho chúng tôi một cái tiết mục rất là thú vị vừa rồi. Anh cảm thấy như thế nào với sự lựa chọn của mình? Là không sai khi mà cái cánh cổng số 8 vừa sập xuống một cái pạc là anh thấy bạn xuất hiện là coi như là ngoại hình là ăn 8 điểm rồi. Sau đó bạn bước ta từng bước đi của bạn rất oai vệ, rất nhẹ nhàng xuống đó rồi, ăn được 9 điểm rồi. Vừa bước xuống cất giọng hát cái trong lòng anh đã chọn bạn cho bạn 10 điểm rồi. Lần đầu tiên song ca cùng với một bạn mà không tập dợt gì để cho ra được một cái tiết mục. Quý vị, hy vọng là quý vị sẽ yêu thích và tiết mục này em mong lên trending thôi. Cảm ơn Nguyễn Đình Vũ rất nhiều. Sau khi mà Thành bắt đầu quen được với cái nhịp của Vũ rồi, quen được với cái không khí ở đây rồi thì Thành bắt đầu bắt kịp. Đó là sau đó hai anh em cháy nha. Clip đó rõ ràng là thấy Thành rất là tự tin. Vũ lên sân khấu lúc nào cũng mang một nguồn năng lượng dồi dào hết trơn á. Nó truyền xuống khán giả và mỗi lần bạn Vũ đứng lên sân khấu á, là khán giả ở dưới lúc nào cũng là nhún nhảy và theo cái ca khúc của bạn. Hai người hát với nhau á, càng về sau á càng rất là ăn ý và đặc biệt là Vũ á, như là càng về sau Vũ đẩy cho bạn á, đẩy cảm xúc cũng như đẩy cho bạn được tỏa sáng á. Chị thấy em là đã bản lĩnh rồi đó, với một người mà quậy sân khấu như vậy, quậy luôn ca sĩ hát thì em đã lấy được tinh thần và em hát vậy. Và cái điều chị thấy là hôm nay có sự tình cờ phải không? Hát Bạch Công Tử phải không? Ý anh tính nói luôn á. Một người trắng thì mặc ở trong màu đen, một người màu đen thì ở trong màu trắng ra. Mà với lại cái gương mặt của em, vóc dáng của em ra rất là nghệ sĩ luôn. Chúc mừng em. Vâng, cảm ơn. Cảm ơn chia sẻ của các nghệ sĩ ạ. Gió xe chờ đầy hoa phượng, em chờ mùa hè của tôi đi đâu? Trung phương phi em cầm là tuổi tôi 18, thừa chẳng ai hay thầm lặng. Ngọc nghịu đưa
thơ con hoài trong vở giữa giờ trời mang đến lại mang về cánh phượng hồng ngẩn ngơ mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây và mùa sau biết có còn gặp lại ngày khai trường Phương Hồng. Bây giờ sẽ là thời gian dành cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. 10 giây dành cho quý vị. Bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Bạn đến từ đâu ạ? Dạ, em xin chào anh MC Bạch Công Khanh. Em xin chào bốn vị giám khảo và quý vị có mặt tại hội trường ngày hôm nay. Kính chào các khán giả đang xem chương trình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Xuân Dũng. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đến từ thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ạ. Yeah. Xin chào Nguyễn Xuân Dũng. Ca khúc vừa rồi có phải là một cái dòng nhạc mà bạn yêu thích hay không? Em thì theo dòng nhạc chính đó là dòng thính phòng và bán cổ điển. Dạ. Nhưng mà khi mà được chị chọn hát bài này thì em cảm thấy là trong mình dạo dực một chút gì đấy, quay trở về tuổi học sinh, sinh viên ạ. Vâng ạ. Đó là chia sẻ của Nguyễn Xuân Dũng. Thế còn Hồng Gấm? Đây là sự lựa chọn đúng đắn nhất của em trong ngày hôm nay. Thì đầu tiên thì bạn rất là đẹp trai. Và mọi người nghe thì mọi người biết là bạn này chuyên về thính phòng. Nhưng qua cái ca khúc này thì Hồng Gấm cảm nhận được bạn thể hiện cái cảm xúc nó rất là dạt dào. Mà ánh mắt thì long lanh nữa. Thì không biết là bạn có nhớ về một cái kỷ niệm nào thời đi học và mối tình nào đó hả? Ngày xưa em đi học ấy thì nói chung là cũng có một chút gọi là tình yêu mà cũng nảy nở hơi sớm một chút. Một chút anh... là bao là lâu chút... và bao nhiêu em? Dạ, bao của... nhiêu mối tình và là lúc đó là bao nhiêu tuổi? Dạ có một chút nhớ nhớ, một chút thương thương. Thực ra là bây giờ để mà đếm thì thôi em không xin phép không đếm. À biết rồi, là số nhiều. Thế đó. Số nhiều, số nhiều, số nhiều. Nhưng mà Gấm nghĩ là nó động lại được trong bạn cái cảm xúc đó để bạn có giọng hát như ngày hôm nay. Yeah. Rõ ràng là khi mà Dũng hát ca khúc này, bạn còn rất thừa rất là nhiều năng lượng trong bạn. Và em đã biết tiết chế giọng của mình để hợp với ca khúc Phượng Hồng và cũng như là hợp với lại Hồng Gấm. Hôm nay là Hồng Gấm hát quá trời hay. Và sự xuất hiện của Dũng nữa làm cho một cái bài hát nó rất là tuyệt vời. Một cái bên sự nhẹ nhàng, dịu dàng, thì một bên là cứng cáp, vững chãi. Chúc mừng em.
Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Đại. Chúng ta có thể gọi đây là một màn song ca rất ăn ý. Anh Long Nhật đồng ý không ạ? Anh còn nói với Quốc Đại về Nam Cường là dạ như em mặc sớm mới trắng quần tây đen, tại em đâu có biết được anh hát bài gì. Nhưng mà nếu như lần sau gặp lại, anh vẫn muốn nghe một phiên bản nữa của Phường Hồng 12 em mà nhớ bạn áo dài trắng và sớm mới trắng nghe. Yeah. Tài trợ nhạc quay không? Rất là đẹp đúng không anh? Anh Nhật ơi, anh tài trợ làm nhạc với quay đúng không? Đúng rồi, anh làm đi cho. Anh hứa luôn rồi kìa. Hứa rồi nha. Anh hứa. Dạ, cảm ơn Long Nhật rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của anh Nam Cường sau khi theo dõi tiết mục này. Một tiết mục đã về phần nghe và đã về phần nhìn. Tại vì là hai bạn ở trên sân khấu, hai cái giọng nó rất là hợp với nhau. Và cái bài hát này ra, khi mà bạn hát á, Cường cảm nhận ra một cái phiên bản hoàn toàn khác với những gì mà anh Long Nhật hay là những nghệ sĩ khác trước đây đã thể hiện rất thành công bài hát này. Riêng với bạn thì nó là một cái phiên bản riêng của bạn luôn, một cái Phường Hồng kiểu khác. Nên nãy giờ mọi người hơi đùa dưới này đó, Phường là nhuộm đỏ luôn. nó rực luôn, giống như là một cái cây Phường đỏ rực vậy đó. Thì bạn mang cái cảm xúc đó. Thực ra thì hát kiểu nào cũng không quan trọng, quan trọng là có mang được cái cảm xúc cho người nghe hay không. Và bạn mang được cái điều đó. Cảm ơn chia sẻ của anh Nam Cường cũng như là các khách mời còn lại. Và một lần nữa cảm ơn Nguyễn Xuân Dũng vì đã cho chúng tôi nghe một bài hát với tiếng hát rất là tuyệt vời của bạn. Trời đất ơi, số bấm một 7. Bây giờ sẽ là pha dấu cuộc tình. Xin mời anh Nguyễn Đình Vũ. Một người ra đi vội vã, mang theo những dấu yêu xa xôi. Một người về trong sầu bơ vơ, mang thương nhớ, mang trái tim vỡ tan bao mộng mơ. Để rồi chia ly từ đây, kiếp đau thương người đi rồi bao đêm ngồi trong cô đơn hoài chờ mong mơ bóng em dấu yêu quay về đây. Cuộc tình xưa phai dấu từ một buổi chiều, thật buồn may sớm theo nhau về. Sầu thương giăng kín lấp lối dị vãng, tương lai mịt mù. Bóng em đã quá xa vời, một mình lê chân lạc loài, lang thang đường về mùa khơi. Còn gì đâu em hỡi từng kỷ niệm nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ. Về đâu đêm tối với bóng dáng ấy tan theo làn mây. Giấc mơ nay đã phai tàn, cuộc tình ra đi vội vàng, con tim này đành vỡ tan. Rồi chia ly từ đây, yêu đương hóa kiếp đau thương người ơi. Để rồi bao đêm ngồi trong cô đơn hoài chờ mong mơ bóng em dấu yêu quay về đây. Cuộc tình xưa phai dấu từ một buổi chiều, thật buồn mây xám theo nhau về. Sầu thương giăng kín lấp lối dĩ vãng, tương lai mịt mù.
bóng em đã quá xa vời. Một mình lê chân lạc loài, lang thang đường về mưu khơi. Còn gì đâu em hãy từng kỷ niệm nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ. Về đâu đêm tối với bóng dáng ấy tan theo làn mây. Giấc mơ này đã phai tàn, cuộc tình ra đi vội vàng. Em ơi mình đành vỡ tan. Còn gì đâu em hỡi từng kỷ niệm nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ. Về đâu đêm giấc mơ này đã phai tàn, cuộc tình xa đi vội vàng, con tim này đành vỡ tan. Cuộc tình xa đi vội vàng, con tim này đành vỡ tan. Cuộc tình xa đi vội vàng, con tim này đành vỡ tan. Một rất tuyệt vời đúng không quý vị? Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai vừa song ca với anh Nguyễn Đình Vũ. 10 giây của quý vị bắt đầu. Quý vị khán giả nhớ dành tình cảm yêu thương cho em cũng như anh Vũ nha quý vị. Thời gian đã hết, cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Và xin chào bạn, bạn hãy tự giới thiệu về mình nhé. Dạ, trước tiên thì em xin được chào 4 vị khách mời, cũng như là anh Nguyễn Đình Vũ, cũng như là MC chương trình anh Bạch Công Khanh. Em là Lưu Quốc Việt, hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại Bình Thuận, nhưng mà quê hương của em thì ở Bảo Lộc, Lâm Đồng ạ. Lẽ ra hồi nãy á, lúc mà Việt hát là anh rớt nước mắt rồi. Nè, bởi vì cảm xúc quá, tự nhiên quay qua dòm tới em một cái giọt nước mắt nó thụt ngược ra vô nha. Cái gì vậy trời, bên đây người ta đang hát say đắm truyền cả bên đây cái mặt. Anh ơi, cuộc tình xưa thì em phải làm em diễn giải thôi. Mây sáng nắng kéo nhau về là mình phải làm sao? Mình thì phải đó, làm mây về buồn liên nó phải như vậy. Thì nhờ em làm như vậy thì cuộc tình em mới thành cuộc tình xưa đó em. À đó. Biết không? Nghe cái giọng của Việt hát mình thấy nó đầy đặn, nó hay và nó đầy cảm xúc và nó bắt miết, mặc dù hát cái tông thấp nhẹ như vậy, trầm như vậy, rất là hay. Cái giọng của em rất là đẹp, mà gặp cái bài này anh cũng thích nữa. Tại vì chị thấy em bước xuống em có cảm giác như cái mặt em rất là lo. Chị cũng nghĩ là không biết cậu này có giọng hát có hát được hay không. Thì khi mà em đã điều chỉnh được cái mặt của em và bắt đầu cảm xúc của em vô cái thì em cất lên cái tiền. Giọng hát của em rồi chị nói là bé này hát hay quá và chị chúc mừng cái phần trình diễn của em. Thời gian của anh bắt đầu. Và xin mời anh quyết định. Và bây giờ sẽ là tiết mục yêu. Nhịp đập ta khát khao, yêu là bao sầu đau buồn phiền ta sẽ chia. Yêu là không cần chi dù cho đời đắng cay, yêu là yêu ngàn đời xin dâng hiến. Yêu cần chi lời nói ngọt ngào nhưng trắng phai, yêu cần chi ánh mắt nụ cười trong phút giây. Yêu mà sao người nỡ để lòng anh đớn đau, yêu mà sao tình em vội lãng quên. Yêu anh nói
chị em, hứa chị em, hứa cũng vậy thôi. Tình yêu tình không gian dối, tình yêu tình không tiếc nuối. Chót yêu nhau dù thương đau, mình mãi bên nhau không dù xa. Yêu là tim còn quanh nhịp đập ta khát khao, yêu là mãi sầu đau buồn vì ta sẽ chia. Yêu là không cần chi dù cho đời đắng cay, yêu là yêu ngàn đời xin dâng hiến. Yêu cần chi lời hứa ngọt ngào nhưng chẳng phải, yêu cần chi ánh mắt mà cười trong phút giây. Yêu mà sao người nỡ để lòng anh đớn đau, yêu mà sao tình em vội lãng quên. Một đời cuồng si. Oh, oh, oh. Tình yêu, tình yêu không chỉ dù cho đời đắng cay, yêu là yêu ngàn đời xin dâng hiến. Yêu cần chi lời hứa ngọt ngào nhưng chẳng phải, yêu cần chi ánh mắt mà cười trong phút giây. Yêu mà sao người nỡ để lòng anh đớn đau, yêu mà sao tình em vội lãng quên. Bây giờ sẽ là thời gian bình chọn của quý vị khán giả dành cho cô gái vừa hát xong ca với anh Nam Cường. Nếu chọn, chúng ta chọn phím A. Nếu không chọn, sẽ nhấn phím B. Thời gian 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này. Xin chào bạn. Xin chào anh Bạch Công Khanh. Và xin chào tất cả quý vị khán giả cũng như là anh Nam Cường cũng như là ban chị khách mời còn lại ạ. Em là Hải Phương. Xin chào Hải Phương. Dạ. Ở cái ca khúc này á, Vũ thấy được cái sự tập trung của bạn rất cao độ. Khi bạn vừa bước ở chỗ đó xuống, đứng trong trọng, có nóng nha quý vị. Có một cái sự nóng nực tại vì nó một không gian kính. Cái cọng tóc của bạn nó bị dính ngay trên cái má bên tay phải của bạn. Nhưng bạn tập trung vào cái giọng hát từ đầu cho đến cuối. Cho đến khi mà hết bài nhạc, nhìn anh Nam Cường cười một cái bắt đầu mới. Dạ em cảm ơn, mới vuốt nó qua. Điều đó em sẽ mang cho em một cái sự hấp dẫn, sự chuyên nghiệp. Hấp dẫn những cái điều tuyệt vời nhất. Em mới có được cái màn trình diễn tuyệt vời như ngày hôm nay. Dạ, em cảm ơn anh Vũ. Tại vì sao? Tại vì khi mà Cường với lại Phương đang hát á, anh có liếc nhẹ. Ủa liếc nhẹ hả? Liếc nặng lắm, em thấy anh nặng lắm luôn á. Anh liếc qua bên tay phải hả? Liếc nhẹ qua đây thì anh thấy Vũ ngồi coi vậy nè.
ngồi nghe mà say mê đó. Thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái tiết mục này, cái sự phối hợp của hai bạn rất là ý. Hai cái giọng nó hòa quyện vô với nhau. Một người thì nói về tình yêu một cái kiểu như là cuồng nhiệt, nóng bỏng, dữ dội. Còn một người bên đây nói về tình yêu bằng một cái sự thâm trầm, cái nhẹ, sự sâu nhẹ, sắc, đỉnh đạt. Tự nhiên hai cái con người đó với hai cái giọng hát nó kết hợp với nhau trong cái bài này, mình thấy nó hòa quyện, nó tuyệt vời. Chúc mừng. Đó chính là yêu đấy ạ. Và thưa quý vị, tất cả những điều hấp dẫn vẫn còn ở phía trước. Trường nào đã qua đã khiến ta gặp nhau, đến nay hóa ra biển sâu, chẳng thể nào còn trông thấy nhau. Lời nào anh đã trao đã trôi về đâu, tình nào ta khát khao đã phai tàn màu, chỉ còn lại trái tim cứ đau thật đau, vết sao cứ sâu thật sâu, nhưng vết sao tựa những thương yêu. Vì tôi đã dâng trọn hết trong người, cả xác thân và tâm linh hồn, và tôi cứ yêu chẳng cần nghĩ vất vờ, vờ như đang đắm đuối trong mong mơ. Tại sao cứ yêu là cứ sầu, đùa với nhau như nước qua cầu, rồi oan trách nhau sao mình mãi mãi không gần nhau. Thà không biết nhau từ phút ban đầu, khi trái tim vẫn chưa ùa nhau, và ta chưa xé nát tâm hồn nhau. Tại sao cứ yêu là cứ sầu, đùa với nhau như nước qua cầu, rồi oan trách nhau sao mình mãi mãi không gần nhau. Trái tim vẫn chưa ùa nhau, và ta chưa xé nát tâm hồn nhau. Cho bao yêu thương đã trao gió đông buồn.
đau lòng. Tình chúng ta đã vội vã, em và anh mỗi người một nơi. Ngày mai sau dù gặp nhau thì xin hãy cho nhau một lời để không quên những êm đềm mà tình yêu khi xưa đã trao. Trời. Thưa quý vị, tuy đây là tiết mục song ca, nhưng phần bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay sẽ chỉ dựa vào giọng hát và phần biểu diễn của người chơi. Bây giờ sẽ là thời gian 10 giây để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai vừa song ca với chị Khánh Ngọc. Thời gian bắt đầu. Cảm ơn quý vị rất nhiều và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số này sau khi 8 tiết mục song ca của khách mời và người chơi hoàn thành. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen với chàng trai này nhé. Xin chào bạn. Xin chào chương trình, xin chào các anh chị khách mời và xin chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Trời, giọng giống MC dễ sợ. Dạ vâng, em tên là Đỗ Quốc Hương, em đến từ Bình Dương. Hiện tại thì em đang là phóng viên, phát thanh viên. Giọng nói rất là truyền cảm. Mặc dù là hai người không có biết nhau và không có thấy được nhau, nhưng mà khi mà bước xuống thì thấy là từ trang phục nè, rồi xong rồi tự nhiên cái bè bối, nói chung là bạn, có nghĩa là bạn chắc bạn yêu thích ca khúc này Phố Hôn, cho nên là lúc mà cho nên lúc mà hát á, là lúc mà bè đó tiện thấy nó, cảm chị cảm thấy giống như là chị đang được hát một phiên bản mới, nó rất là hòa quyện với nhau. Và chị xin cảm ơn em đã yêu mến ca khúc Vườn Trăng Khóc, và em hát rất là chị cảm thấy rất là hay và rất là tình cảm. Cảm ơn chia sẻ của chị Khánh Ngọc. Bây giờ chúng ta sẽ nghe các Ngọc chia sẻ của khách mời. Giờ Nhật Tinh Anh là bây giờ Nhật Tinh Anh là hay ở nước ngoài. Đúng rồi. Thì Ngọc có thể suy nghĩ về partner này. Dạ, partner có thể mình có thêm một cái hát ở Bình Dương rồi xong rồi lén lén ngồi ké làm MC ké nữa. Ngọc ơi, nãy giờ anh xem tiết mục này anh thấy Duyên Quỳnh ngồi dưới. Trời ơi, sao mình không được hát chứ, mình chọn trước rồi, trời ơi. Anh Đại à, thấy rõ ràng luôn. Anh Đại lúc đó anh biết khi mà Dần Trăng Khóc vang lên mà khi bạn Nam bước xuống, anh Đại biết em hát sao không? Tiếc cho tôi, thích cho người. Dạ, thích cho người. Dạ, em chúc mừng chị Ngọc. Hôm nay chị Ngọc chọn được một con nơ quá tuyệt vời. Cảm ơn chia sẻ của Duyên Quỳnh và anh Quốc Đại. Thế anh Hồ Trung Dũng anh nghĩ gì ạ? Em hát rất là chắc. Sân khấu cũng rất là vững, em di chuyển trên đó và em ngay phản ứng rồi tương tác với lại chị Ngọc rất là chuyên nghiệp. Và thực sự là mở màn chương trình ngày hôm nay, đây là một cái bản song ca rất tuyệt vời. Tiết mục đầu tiên rất tuyệt vời. Xưa đây cô đơn vắng tay, đời anh đã vắng em rồi. Ước gì cho thời gian trở lại, ước gì anh gặp em một lần, anh sẽ nói anh luôn nhớ em và anh chỉ có gành đá ngàn câu hát yên bình.
Em đã biết cô đơn là thế, mỗi khi cách xa anh. Từng đàn chim cúi chân trời biết tìm nơi bình yên. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì em được nghe giọng cười và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề. Em xa anh đã bao ngày rồi, ngày như tháng năm ngừng trôi. Đi xa em nhớ anh thật nhiều, này người, người yêu anh hỡi. Ước gì em đã không lỡ lời, ước gì ta đừng có giận hờn để giờ đây cô đơn vắng tên. Đời em đã vắng anh rồi. Ước gì cho thời gian trở lại, ước gì em gặp anh một lần. Em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi. Ước gì em đã không lỡ lời, ước gì ta đừng có giận hờn để giờ đây. Bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của người chơi. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Xin chào bạn. Lần đầu tiên cho em xin được gửi lời chào. Trước tiên là xin được gửi lời chào đến bốn anh chị khách mời. Xin chào anh Bạch Công Khanh đẹp trai và toàn thể tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay, cũng như tất cả quý vị khán giả đang xem đài của chương trình Song Ca Giấu Mặt. Em xin tự giới thiệu, em là Thu Thùy. Em là ca sĩ tự do. Thu Thùy. Xin chào Thu Thùy. Anh Quang Hàng ơi, tiếng hát này như thế nào ạ? Với Thu Thùy thì Hà cảm nhận được rằng cái sự rụt rè của cô ấy, cái sự rung động của cô ấy, và cảm nhận được cái sự nhớ mong của cô ấy khi mà cô ấy cất tiếng hát lên là ước gì anh ở đây giờ này. Giọng hát của Thùy nó làm lay động trái tim của chính bản thân Hà, và nó làm cho Hà cảm thấy rằng là ở đây không phải là một cô gái, một thí sinh nữa, mà đây là một cái partner để mình có thể nâng niu. Quý vị có thấy rằng là khi mà Hà cất giọng lên cùng với Thu Thùy thì bản thân Hà cũng điềm đạm lại hẳn hơn. Em cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn những lời khen của anh Quang Hà dành cho tiếng hát của Thu Thùy. Khanh mời chị Ngọc Liên. Với cái giọng của em á, thì không cần gì kỹ thuật, không cần. Em hát như vậy là cũng đã truyền tải được cái tâm tư của em rồi. Người nghe cũng nghe rất là dễ chịu. Hôm nay thì chị thấy được cái riêng của em, nó không có bị bắt chước một ai hết. Thì chị chúc mừng điều đó. Em nên cảm ơn anh Quang Hà. Cảm ơn chị và cảm ơn anh Quang Hà rất nhiều. Cảm ơn chị Ngọc Liên ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của chị Vân Khánh. Cái giọng của bạn nó trầm ấm, nó rất là cảm xúc. Đặc biệt là những cái feel hoặc là những cái luyến lấy của bạn á, nó nhẹ nhàng, nó bạn như kiểu là một người phụ nữ có những cái trống nội tâm và có những cái tình cảm rất là sâu sắc, và bạn hiểu được cái nội dung của bài hát và bạn truyền tải được cái điều đó. Và chúc mừng bạn, hôm nay bạn đã làm rất tốt cái phần biểu diễn của mình. Dạ, em xin cảm ơn chị Vân Khánh rất nhiều. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời ạ.
ngày sống bên anh sẽ muôn đời. Dẫu cho mưa rơi đã mòn tháng năm, lạy trời được yêu mãi nhau người ơi. Đừng mang trái ngang chia lìa thương yêu không tròn khôi giá từ đây.
là thời gian bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay dành cho tiếng hát này. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai đang đứng cạnh Khanh đây. Xin chào bạn. Dạ, lời đầu tiên thì cho phép em xin gửi lời chào đến những vị khách mời cũng như là các bạn khán giả trường quay cũng như là tất cả quý vị đang theo dõi chương trình, là chào thân thương nhất rồi. Dạ, em xin tự giới thiệu là em tên là Thanh Tú và em đến từ Vĩnh Long ạ. Wow. Dạ. Người con quê hương Vĩnh Long, anh Trà Vinh kén bên chòm xóm luôn nha. Vì bữa nay gọi là sân nhà của bạn đấy. Dạ. Xin chào Thanh Tú. Với giọng hát và phong cách trang phục của bạn thì có vẻ như có sự đối lập. Không biết thì dòng nhạc bạn theo đuổi là dòng nhạc nào? Dạ, hiện tại thì em đang theo đuổi dòng nhạc trẻ cũng như là rap và hip hop. Nhưng mà bạn hát cái bài vừa rồi lại rất ngọt. Nhưng mà kiểu bolero thì nó đã chắc miền Tây đúng không? Dạ. Dạ, chắc ăn sâu trong máu rồi. Có trong máu rồi. Dạ. Anh Hàm Lê Trương ơi, anh cảm giác như thế nào ạ? À? Hay là chị Lê Vương muốn nói trước? Xin lỗi, cho Vương nói chị trước. Chị hào hứng lắm chị Vương ơi. Anh thật sự đứng đây nha. Không phải tại vì ạ. Phương nghe bạn hát thật sự luôn, Phương cảm thấy rất là thích. Tại vì giọng hát của bạn rất là đặc biệt, có một cái sự tương đồng với một cái ca sĩ mà Phương cũng rất là thích. Dạ, đó chính là Hoài Lâm. Thanh Tú ơi, bạn có mối quan hệ nào với Hoài Lâm không? Ba của ảnh là anh của ba em. Trời ơi, Chú bác ruột hèn chi có phong cách giống nhau và cái chất giọng cũng khá là giống nhau nha. Cái âm giọng rất giống. Ủa vậy khi mà Phương nghe trong cái 10 giây á, Phương nói ủa chẳng lẽ có Hoài Lâm. Như ngần ấy năm trôi. Này giọng giống giọng Hoài Lâm. Vậy thì đồng màu tinh lên ngôi. Nghe thì rất là, nói chung là khi bây giờ nghe em hát thì rất là thích. Với lại Trương thấy thường là những giọng hát mà đi đường dài là những giọng hát có thể hát được rất nhiều những dòng nhạc. Và bạn có thể là một trong những người đi đường rất là dài á. Khanh hy vọng rằng phần trăm bình chọn của Thanh Tú nhận được trong đêm nay sẽ rất cao. Bạn chân em chưa qua mấy khúc sông, chưa được nhìn dối nhìn
rung bóng bưởi trắng, nghe có gì như tha thiết qua lối mòn chữ quen biết. Em chưa đi trên cổ đơn, chưa từng nghe má rời ba chân. Em chưa qua mấy khúc sông, chưa được nhìn dõi nhìn chiều hôm. Em chưa yêu ngoài thành, khi mà em chưa nghe trái tim mình rung động. Thua mẹ đời cha thương lắm như ruộng đời phù. Hay quá, một tiết một rất dễ thương thưa quý vị. Và bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều ạ. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Dạ em chào anh Bạch Công Khanh. Em xin được chào bốn anh chị khách mời. Ủa chị là chị gái em mà em dẫn chị dẫn em về dạ, thăm bà con và chào chị gái của em nữa. Và một anh xin được chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay cũng như là tất cả quý vị khán giả đang xem đài ạ. Xin chào Mộc Anh, một cái tên rất là dễ thương. Anh Quang Hà ơi, anh thích tiếng hát này không? Quá thích. Lúc nãy là ghen tị với Ngọc Liên, bây giờ là ghen tị với Vân Khánh. Vì đã chọn được ra mình một cái bài hát đã hợp với giọng hát của chị Vân Khánh rồi, mà lại còn chọn được Mộc Anh. Hai cái chất này rất là hay và nó còn có rất là có hồn và truyền cảm nữa. Thế nên là khi mà hai chị em mà xong ca bài hát này như kiểu là được khớp với nhau từ trước đến và đã hát với nhau rất là nhiều lần. Người qua người đẩy qua người để lại và hát bè phối với nhau. Có đôi lúc Hà cảm thấy rằng là chị Vân Khánh là cái người đưa Mộc Anh lên, nhưng có đôi lúc lại là cái giọng hát của Mộc Anh lại đưa giọng hát của Vân Khánh lên. Chính vì thế nên là hai cái giọng hát nó rất là hòa quyện và là một tiếng rất thành công của cả hai người. Cảm ơn Quang Hà, và vẫn không tin là họ mới gặp nhau lần đầu đấy ạ. Chị Ngọc Liên ơi, mình nghĩ sao về tiết mục này ạ? Em có giọng ca rất là sáng, mà cái bài hát này là bài hát khó, tại vì cái bài hát này cái quãng nó rất là cao, khi mà cái nốt cao cao lắm và cái khi nốt trầm trầm lắm. Thưa mẹ gặp cha nó rất là thấp, mà chị nghe chị canh thử coi cái em xuống có tới không, nhưng mà em vẫn làm tròn, vẫn xuống tới. Cái giọng em thật sự là sáng, mà cộng với lại hôm nay em được chị Vân Khánh hỗ trợ quá tuyệt vời. Hai chị em hỗ trợ qua lại mà cách diễn dễ thương vô cùng luôn. Hai chị em rất là tự nhiên, giống như đi về quê rồi chào. Hôm nay cái xí cái này là mình bắt chước anh Kim Tử Long, học lóm được của ảnh chứ bộ thanh diễn hay quá. Đúng rồi. Em ơi, em mọi người ơi, trời ơi, buổi nhà em giàu lắm, sao mà em đeo quá trời hộp vậy? Xoàn mà bà nói không có nhầm nhò gì, đeo từ trên đeo xuống. Ôi trời ơi, tiền cũng bằng hộp xoàn nữa. Em ơi, nghe anh nói nè. Dạ. Cái đoạn giữa mà hai chị em về quê mà tự nhiên mình cứ nhúng qua nhúng lại thì biết làm gì. Mình thêm bài đặc thoại. Mặc dù cái giọng nam của bà chị này cũng lớn lớn, không phải là nam rạc, nhưng mà kệ đi, mình truyền lửa cho em để em nó biết diễn. Hơn cái là em bắt được vô được liền, phải không? Em chào mọi người, em chào bà con đi đó. Cảm ơn chị Ngọc Liên ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của diễn viên Lê Phương. Dạ, em nói thật chứ đến đây á, em chỉ nghĩ rằng là em là diễn viên, nhưng mà bây giờ em thấy chị, em nghĩ chắc chị nên đi đóng phim được á chị Khánh. Chị quá là duyên dáng và chị em cảm giác là chị dìu được cho bạn rất là tự tin. Giọng bạn đã khỏe đã hay rồi, mà bây giờ thêm được có chị dìu nữa, hai người phải nói tạo nên một cái tiết mục rất là dễ thương luôn. Và nói thật là giọng của Mộc Anh là cái giọng mà Phương mơ ước á, tại vì giọng Phương rất thấp, còn giọng Mộc Anh rất cao và khỏe. Nên là nói chung là chúc mừng Mộc Anh hôm nay là gặp được chị Vân Khánh. Và trong số 8 bài hát thì còn bài nào bạn thích nữa không? Dạ còn. Bài gì thế? Bài Tôi Vẫn Nhớ. Bài mà chị Vân Khánh đang lựa chọn luôn. Nghĩa là bây giờ bài nào cũng được hết, bạn có thể hát một câu. Dạ em xin phép nha chị.
Bao năm qua dù xa anh nhưng tôi vẫn nhớ, nhớ con đường nắng u buồn, dìu nhau đi tìm dầm bóng mát, lòng bâng khuâng nghĩ chuyện vu vơ. Cái này gọi là duyên cho hai chị em gặp nhau rồi. Dạ, rất là dạ. Duyên ạ. Hy vọng với tiếng hát này, một anh sẽ nhận được bình chọn của khán giả tại trường quay thật là cao. Biết đâu cô ấy sẽ có mặt trong màn song đấu. Các bạn ơi, hôm nay chúng ta sẽ đến với một đêm trà vũ. Và theo các bạn đêm nay ai là người đẹp nhất nào? À ha, đêm nay ai cũng cho em là xinh nhất nơi đây. À ha, đẹp xinh. À ha, trong đêm khiêu vũ em như vầng sao sáng xa khơi. À ha, sáng ngời. À ha, đêm nay em muốn nghe những lời ân ái êm êm. À ha, êm êm. À ha, em nghe anh nói yêu em dài lâu nhé anh ơi. À ha, lâu dài. Nhưng vẫn còn một người cũng đẹp không. Và đó là tiết mục song ca đầu tiên của anh Đại Nghĩa cùng với một người chơi. Bây giờ sẽ là thời gian để cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn. Và mặc dù đây là tiết mục song ca, nhưng quý vị khán giả sẽ bình chọn chỉ dựa trên tiếng hát và phần biểu diễn của người chơi.
Anh Đại Nghĩa chỉ là một nhiệm vụ là hỗ trợ và giúp cho các bạn tỏa sáng mà thôi. Và 10 giây của quý vị bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Vâng, và lời nói đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào đến 4 vị khách mời. Cảm ơn anh Đại Nghĩa, chào anh Khanh và tất cả quý vị ở trường quay cũng như là quý vị đang xem trên màn ảnh nhỏ. Xin chào. Dạ, em tên là Trần Thị Như Mai. Hiện tại em đang là ca sĩ tự do, hát tại các phòng trà và tụ điểm hàng đêm ạ. Xin chào Như Mai, rất là dễ thương, một nụ cười luôn nở trên môi. Chị Hải Yến ơi, chị cảm giác như thế nào sau khi nghe Như Mai cùng với anh Đại Nghĩa song ca? Lúc mà anh Đại Nghĩa chọn Như Mai lúc đầu thì Hải Yến nghĩ rằng là chắc chắn là Mai cũng sẽ thể hiện tốt cái bài hát này thôi. Và khi hát cùng với anh Nghĩa, anh Nghĩa như một cái điều gì đó nó rất là dễ thương. Một chàng hoàng tử trong mơ của một cô công chúa dìu dắt từng bước nhảy. Và khi đó thì Hải Yến nghĩ rằng là quý vị khán giả khi mà theo dõi trên truyền hình cũng sẽ thể thấy rằng là Mai có một cái nụ cười rất là tươi, rất là rạng rỡ và một ánh mắt rất là hạnh phúc khi được biểu diễn chung với anh Đại Nghĩa. Chúc mừng Mai. Cảm ơn chia sẻ của chị Hải Yến. Anh Đại Nghĩa ơi, anh nghĩ sao về người bạn diễn này? Dĩ nhiên bạn ấy là một cái cô gái xinh đẹp và Mai cũng sở hữu một cái giọng rất là hay. Anh chỉ đứng bên anh nhảy múa cùng với Mai cho Mai cảm thấy là Mai thoải mái, Mai tự tin mà thôi. Cảm ơn chia sẻ của anh Nghĩa. Không biết Tuấn Nghĩa thì sao? Em thấy là anh Đại Nghĩa chọn thí sinh quá là hay luôn, quá là mát tay luôn. Em bắt đầu thấy lo cho em rồi đấy. Đó là suy nghĩ của Tuấn Nghĩa. Anh Nguyễn Đình Vũ, anh đang lăng tăng điều gì thế? Sân khấu rộn ràng, tiếng hát vui vẻ, âm nhạc vui tai, cộng lại hết tất cả mọi thứ để có được một cái tiết mục tuyệt vời như vậy. Bạn phải cảm ơn anh Nghĩa cũng như là cảm ơn dàn âm thanh, ánh sáng, mọi thứ, và cũng phải cảm ơn tôi. Đúng. Ủa là sao? Ủa? Có cái gì dính với em trong đó vậy Vũ? Phải cảm ơn tôi là tại vì nếu như mà tôi mở màn lên, tôi chọn chúng em thì có lẽ em sẽ không hát được tuyệt vời như hát với anh Nghĩa. Thưa quý vị, và đó là những chia sẻ rất là dễ thương. Và cảm ơn Như Mai cùng với anh Đại Nghĩa vì đã mang đến một tiết mục song ca rất là tuyệt vời. Hey! Mắt nơi ơi xin đừng đi nhé em. Mắt nơi ơi xin đừng xa cách tôi. Dù cho ngày tháng có đi qua, có như phong ba, tôi vẫn ngồi mãi nơi đây. Mắt nơi ơi xin đừng đi cha cha. Hát vang lên ô la la cha cha. Nào ta cùng bước cha cha cha. Nào ta cùng hát cha cha cha. Cùng vui ngày tháng mong mơ. Em xin tươi như bông như hoa cho anh gây gắn ngày tan hồn. Một ngày nhớ, một ngày mong, một đêm lại về thao thức luân quần. Con tim anh khao khát đây chờ trong cõi lòng ấm muốn tìm tìm. Cô bé ơi, cô bé ơi, cô bé, cô bé ơi. Rapapa trên con đường về, một nụ hôn.
tim mai khao khát đợi chờ trong cõi lòng âm muôn tình tình. Cô bé ơi từng nhịp theo bước chân em tung tăng hát ca trên con phố này, để một người ngồi mãi thẫn thờ và ngày đợi chờ bóng em đi qua. Mới có hôm nào em còn nơi đây, ngồi nơi đây chờ bóng ai. Mắt này ơi xin đừng đi nhé em, mắt này ơi xin đừng xa cách tôi. Dù cho ngày tháng có đi qua, có những phòng ba tôi vẫn ngồi mãi nơi đây. Mắt này ơi xin đừng đi cha cha, hát vang lên ô la la cha cha. Nào ta cùng bước cha cha cha, nào ta cùng hát cha cha cha, cùng vui ngày tháng mộng mơ. Mắt này ơi xin đừng xa cách tôi. Dù cho ngày tháng có đi qua, có những phòng ba tôi vẫn ngồi mãi nơi đây. Mắt này ơi xin đừng đi cha cha, hát vang lên ô la la cha cha. Nào ta cùng bước cha cha cha, nào ta cùng hát cha cha cha, cùng vui ngày tháng mộng mơ. Đừng đi em nhé, ô la ô cha cha cha, chờ anh theo với. Cha cha cha, đừng đi em nhé. Oh no, oh cha cha cha, chờ anh theo với. Oh no, cha cha cha, cha cha cha. Quá là sôi động, một tràng pháo tay nữa thưa quý vị. Bây giờ sẽ là thời gian để cho tất cả quý vị khán giả bắt đầu bình chọn cho tiết mục Mắt này cha cha cha. 10 giây bắt đầu. Thời gian bình chọn dành cho tất cả quý vị khán giả đã kết thúc và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số này. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen với cô gái vừa hát song ca với anh Sĩ Luân. Xin chào bạn. Dạ, em xin chào anh với lại tất cả các anh chị, các cô, các chú, ban giám khảo cùng với tất cả các bạn có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Mơ Cát và hiện tại công việc của em thì đang là ca sĩ và mẫu ảnh tự do. Xin chào Mơ Cát. Thường thì bạn có hay hát bài này không? Hay đây là lần đầu tiên? Dạ đây là lần đầu tiên em hát ca khúc này luôn ạ. Ui chú trời. Bạn có chuẩn bị tinh thần là bạn sẽ phải hát với chính nhạc sĩ bài này không? Dạ nói chung là cũng có hồi hộp một chút xíu, nhưng mà em không nghĩ là em lại song ca cùng với nhạc sĩ của chính ca khúc này ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe cảm xúc của anh Sĩ Luân khi mà lần đầu tiên anh hát bài này với một cô gái rất xinh đẹp. Hay việc này nó đã diễn ra rất thường lệ? Dạ không ạ, thường em hát bài này một mình. Dạ. Ai cũng có thể hát bài hát này và nó mang lại một năng lượng cực kỳ vui nhộn trong sân khấu của chúng ta. Và rất là thương bạn Mơ Cát là khi mà bạn hình như là bạn nghe mình chọn bạn xong là bạn rất căng thẳng. Trong ánh mắt bạn mình thấy sự căng thẳng đấy, khi bạn đi xuống mình dắt tay bạn xuống. Và không biết bây giờ thì bạn có hồi lại cái linh hồn chưa? Là đỡ chưa? Dạ em vẫn còn run mà. Bởi vì Khanh nghĩ là các người chơi đến đây chắc chắn là phải run, bởi vì họ phải tập rất là nhiều bài hát chứ không chỉ riêng bài Mắt Nai Cha Cha Cha, đúng không? 8 bài đúng không? Phải tập 8 bài nữa. Phải tập 8 bài. Và không biết là mình sẽ hát bài đó với ai nữa. Cô có một lời khen con, cái giọng hát của con rất là sáng, nghe không có mờ, nghe liên tục luôn. Và cái giai điệu của Mắt Nai Cha Cha này liên tục, không ngưng nha. Dạ. Mà thấy bé nó hát tỉnh bơ, nó không có mệt một chút xíu nào luôn, mà rất là hòa quyện chung với lại nhạc sĩ. Dạ, cảm ơn chị. Đây là lần đầu tiên Mơ Cá hát bài này thì chú cảm thấy là con rất giỏi luôn á. Tại vì lần đầu tiên chú hát bài này, xin lỗi Sĩ Luân là mình hát sai lời nhiều lắm. Còn hôm nay là Mơ Cá là hát đúng lời. Thành ra mình cảm thấy là làm như đó thôi là mình thấy giỏi rồi. Dạ, xin lỗi nhạc sĩ ạ. Cảm ơn một lần nữa những chia sẻ của các vị khách mời.